Thay lời cho những người làm chương trình và ban tổ chức, xin được chúc mừng cho câu lạc bộ khiêu vũ Hoa Sen Tuyên Quang sẽ cùng tiếp tục phát triển, và xin mời quý vị dành một tràng vỗ tay nồng nhiệt để chúc mừng cho câu lạc bộ khiêu vũ Hoa Sen Tuyên Quang. Và để cùng nối tiếp chương trình trong buổi chiều hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với mảnh đất quê hương Tuyên Quang thân yêu, cùng đến với câu lạc bộ khiêu vũ Thành Tuyên Tuyên Quang với vũ điệu Văn Viên Quốc Sơn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Các phút công an chuẩn bị. Âm nhạc bắt đầu. Xin được trân trọng cảm ơn vũ điệu của câu lạc bộ khiêu vũ Thành Tuyên Tuyên Quang dành cho chúng ta.
viên Lê Quang với màn biểu diễn vũ điệu rumba cha cha. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt để chào mừng. Sau tiết mục của câu lạc bộ khiêu vũ Thành Viên Thiên Quang, đó chính là đến tiết mục giao lưu của các cặp đôi vợ chồng. Xin mời các cặp đôi vợ chồng có đăng ký trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị trang phục và các vũ công chuẩn bị âm nhạc bắt đầu. Xin được trân trọng cảm ơn câu lạc bộ khiêu vũ Thành Viên Thiên Quang với một liên khúc sôi động trong buổi tối ngày hôm nay, với hai điệu rumba và cha cha đã cùng dành cho chúng ta những lúc này.